Bồ Tát Phổ Hiền là thị giá của Đức Phật Thích Ca. Ngài nắm giữ ly đức, định đức và hạnh đức, thường cưỡi trên lưng voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí tuệ chiến thắng. Bồ Tát Phổ Hiền có năng lực hiện thân, có trí tuệ tinh thông. Ngài đã tu hành với lòng bao dung độ lượng, bình đẳng tinh trí, một đời giác ngộ chúng sanh. Chúng ta luôn khắc sâu mười đại hạnh nguyện Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh trên con đường giác ngộ, bố thí chỉ giới tinh tấn, nhẫn nhục thiền định trí huệ, lúc độ nhớ đời của người Phật tử. Ai ơi, Phổ Hiền Bồ Tát nét mặt rạng ngời, thấu hiểu lẽ đời, là tấm gương sáng cho chúng sinh noi theo. Tấm lòng độ lượng của Ngài ngàn năm in dấu không phai. Chúng con thành tâm tri ân Ngài với tấm lòng
Hello.
tôn hòa thượng, chư thượng tòa quý ni trưởng quý ni sư, chư đại đức tăng ni đã quan long lễ đài chính của đại. Ngày khai giảng của khóa tu học Phật pháp Âu Châu lần thứ 35 được diễn ra tại khu viện Tiên Hoa Đạo Đàng. Giờ này các bạn chứng minh ở giữa, chúng con đê đầu đảnh lễ cung tam vị hòa thượng và chư hòa thượng. À, bên trái là dành cho chư tôn thượng tòa, chư đại đức. Còn bên phải ở trên thành to quý ni trưởng ni sư và chư đại đức ni, đó là của buổi lễ sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Vào giờ phút trang nghiêm lắng động này, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Chúng con cung thỉnh hòa thượng trưởng lão khởi niệm. Tín niệm Phật trang nghiêm, lời niệm Phật trầm hùng, âm vang niệm Phật tỏa sáng trong từng tâm niệm chúng con và cảnh vật trong đạo tràng. Chúng con chắp tay cung thỉnh chư tôn thiền đức an tọa. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư thượng tòa, và bên phải hàng gãy đầu chúng con cũng cung thỉnh chư thượng tòa và để lại cho viên trưởng một ghế. Sau đó chúng con thành tâm cung thỉnh chư thượng tòa đại đức tăng ni phân lập lưỡng ban an toàn. Chúng tôi xin mời toàn thể hội chúng và đồng ngồi xuống. A Di Đà Phật. Trước khi đi vào chương trình buổi lễ chính của buổi khai mạc sáng hôm nay, kính mong quý ngài cho chúng con đôi phút để ổn định đạo tràng. Trước khi đi vào chương trình chính của buổi lễ, mong quý ngài từ bi hoan hỷ cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin quý dồn lên phía trước để cho cái đạo tràng nó được yên. Quý ni sư và quý sư cô cũng đợi chúng ta ngồi trên cái dãy ghế. Mong quý ngài hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Giờ phút này em gia đình Phật tử cũng, chúng ta cũng chọn cho mình một cái vị trí để ổn định đạo tràng và được trang nghiêm để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc sáng hôm nay chính thức bắt đầu. Nên các anh chị em trưởng hướng dẫn cho các em vào những vị trí
được trang nghiêm để cho buổi lễ chính thức bắt đầu. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng trưởng lão, chư hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni nhị bộ, kính thưa quý Phật tử thân thương xa gần của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện diện trong đạo tràng, kính thưa liệt quý vị, hôm nay một ngày như mọi ngày, vẫn những ánh sáng ban mai đến sớm của mùa hè Bắc Âu lại được điểm những cơn mưa bất chợt, làm cho không khí mát dịu thanh bình trên vương quốc Na Uy của chúng con. Trong sự thương yêu dịu dắt của chư tôn đức bổn tự, đạo tràng Liên Hoa nơi đã kết hợp sự hài hòa gắn kết trang trọng, hòa hợp trong ánh sáng từ bi của Đức Phật, từ một mảnh đất gập ghềnh đá sỏi trong sân chùa, nhưng với tâm huyết kiến pháp tràng ư xứ xứ mà chư tôn đức cùng quý Phật tử tại Na Uy đã biến thành một đạo tràng uy nghi trang nghiêm, với tấm lòng thiết tha từ hòa thượng trưởng lão cố vấn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Na Uy, cùng sự phát tâm dũng mãnh không mệt mỏi của chư tôn đức thượng tọa lãnh đạo bổn tự đạo tràng Liên Hoa, mà chúng con có được đạo tràng tu học trang nghiêm như ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay cũng dường tán thưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp nối truyền thống hành pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu của 34 kỳ trải qua khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Âu Châu luôn quan tâm đến sự tu học của tăng tín đồ Phật tử Việt Nam, những khóa an cư kiết hạ kiết đông cho chư tôn đức tăng ni, và điểm son nổi bật là những kỳ tổ chức khóa tu học Phật pháp Âu Châu luôn duy trì và được tiếp nối. Và đây lần thứ 35 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Na Uy Liên Hoa đạo tràng, lần đầu tiên chúng con được đăng cai tổ chức khóa tu học. Xin quý vị một tràng pháo tay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, một năm đã qua, một mùa hè đã đi, với bao nhiêu biến động bất ổn của thế giới, chiến tranh, đói nghèo, khổ đau, những cơn tương tàn từ ý thức hệ, phần nào có ngộ nhận tổn thương đến giáo pháp của Đức Thế Tôn. Hôm nay, giữa lòng thiên nhiên hùng vĩ, bạc ngàn của núi rừng Na Uy, xứ lạnh tình nồng, chúng con lại được hội tụ bên nhau, rời xa những xô bồ của cuộc sống, những tỉ hiềm tranh cãi vô bổ, để cùng nhau tu học, tăng trưởng niềm tin, thâm tín tam bảo, chánh kiến, tư duy từ đó mà sanh. Đã 34 lần khóa tu học Phật pháp Âu Châu được diễn ra, tin đệ chúng con vô cùng hạnh phúc khi được tắm gội trong mưa pháp mà được quý chư tôn đức đã giáo huấn và nuôi lớn dần cho hạt giống bồ đề trong tâm của các hành giả chúng con. Để tiếp nối khóa tu học lần thứ 34, hôm nay ngày 16 tháng 7 năm 2024 tại Liên Hoa Đạo Tràng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Na Uy, ban tổ chức chúng con xin long trọng tiếp nối tổ chức khóa tu học Phật pháp Âu Châu kỳ thứ 35. Vỗ tay. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể hội chúng, chúng con xin được thông qua chương trình buổi lễ khai mạc hôm nay với những nội dung sau đây. Thứ nhất, Phật tử vân tập. Thứ hai, cung thỉnh chư tôn đức quang lâm. Thứ ba, niệm Phật cầu gia vị. Thứ tư, tuyên bố lý do thông qua chương trình. Thứ năm, giới thiệu chư tôn đức. Thứ sáu, đạo từ khai mạc của hòa thượng đệ nhất chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu. Thứ bảy, lời thăm hỏi ân cần và sắc tấn của hòa thượng phương trưởng cố vấn tối cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Na Uy. Thứ tám,
huấn từ của Hòa Thượng Giám Luật Đệ Nhị Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Thứ 9, huấn thị giáo dục của Hòa Thượng Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Và thứ 10, hồi hướng hoàn mãn. Giờ đây, trước hết và trên hết, chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Tánh Thiệt, Đệ Nhất Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, Phương trưởng Thiện Chức tự Pháp Quốc. Chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Trí Minh, Cố vấn Tối cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Na Uy. Chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thượng Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Như Điển, Đệ Nhị Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, Phương trưởng Tổ đình Thiên Giác Đức Quốc. Chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Giác, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Tâm Huệ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thông Trí, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Gia đình Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Hạnh Thông, Tổng vụ phó Tổng vụ Thanh niên Gia đình Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Quảng Đạo, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Hạnh Tấn, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con đảnh lễ cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Hạnh Vân, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Và đặc biệt chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Viên Tánh, Trưởng ban Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Na Uy. Và một vị không thể thiếu được trong khóa tu học, chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Viên Mộ, Trưởng ban Tổ chức khóa tu học Phật giáo Âu Châu kỳ thứ 35 tại Liên Hoan Đạo Tràng. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật dài để tán dương công đức của Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức khóa tu học Phật pháp kỳ thứ 35 tại Liên Hoan Đạo Tràng. A Di Đà Phật. Vì thời gian có hạn, chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu chung chư tôn thượng tọa đại đức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu và chư tôn đức Hát Tăng đến từ Đài Loan và Việt Nam. Về phía chư ni, chúng con cung kính giới thiệu Ni trưởng Thích Nữ Như Viên, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Ni bộ Bắc Tông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Cùng chư tôn ni trưởng, ni sư, sư cô trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, cùng chư tôn đức ni đến từ Đài Loan và Việt Nam. Và thành phần không thể thiếu để hình thành được khóa tu học kỳ thứ 35 này, chúng con xin trân trọng giới thiệu tổng số học viên đến giờ này. Chúng con được văn phòng thông báo tổng số học viên là 775 vị. Trong đó học viên nam 183 vị, học viên nữ 372 vị, ban ngũ 60 em, gia đình Phật tử 70, cùng chư tôn thiền đức tăng ni,
Giáo hội Âu Châu và chư khách tăng 150 vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị. Trong suốt thời gian qua, hàng hậu học chúng con đã được sự quan tâm và hướng dẫn chỉ dạy của chư tôn đức. Từ đó mà đạo tràng Phật tử chúng con vượt qua mọi khó khăn và xây dựng được tâm nguyện học đạo giải thoát. Hôm nay thêm một lần nữa chúng con nhận được năng lượng từ bi của chư tôn đức quan tâm chứng minh cho lễ khai mạc khóa tu này. Trong giờ phút trang nghiêm, chúng con sẽ được hướng về Hòa Thượng Đệ Nhất Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, cung thỉnh Hòa Thượng ban lời đạo từ cho đạo tràng chúng con. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Phật Đà. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa Hòa Thượng Phước Trường và cố vấn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở tại Na Uy, kính thưa Thượng tọa Chủ tịch điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở Na Uy, và đồng thời kính thưa Thượng tọa Trụ trì Liên Hoa Đạo Tràng cũng là trưởng ban tổ chức Hòa Thượng Pháp Âu Châu lần thứ 35 tại đây. Kính thưa tất cả học viên đến 50 quốc gia có mặt hôm nay, với cái không khí trang nghiêm thanh tịnh của một quê hương Na Uy hiền hòa mát mẻ, luôn luôn để tiếp đón cộng đồng người Việt Nam bỏ quê hương ra đi suốt 50 năm trời. Họ tiếp nhận cộng đồng Việt Nam chúng ta, yêu thương người dân tộc Việt Nam chúng ta, yêu thương đạo Phật của chúng ta. Họ luôn luôn nâng đỡ và tạo điều kiện để cho sự phát triển và xây dựng Phật giáo ở tại địa phương này. Xin tất cả đạo tràng xin tràng pháo tay. Chúng tôi có được cái duyên với Na Uy này, tôi đến đây tổ chức lễ Phật đản năm 1982 ở tại Oslo, rồi cũng đồng thời Hòa Giáo lý Âu Châu khánh thành chùa Khung Việt năm 1999 ở tại chùa Khung Việt, học viên cũng trên 1.000, và đồng thời năm 1990 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu cũng tại công thờ Wenger, Oslo năm 1990. Cũng từ đó, sự sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tràn dài suốt trên 35 năm, dưới sự cố gắng và lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, và trong đó có Thượng tọa Thích Quảng Khâm, người đã tiếp nối những công việc Phật tử tại đây, và hai người đã ra đi về cảnh giới chư Phật. Xin tất cả đạo tràng chúng ta dành phút trang nghiêm để tưởng niệm công đức Hòa Thượng Thích Minh Tâm cũng như Thượng tọa Thích Quảng Khâm. A Di Đà Phật.
chúng tôi cũng nghĩ rằng đạo tràng hôm nay là trang nghiêm, thanh tịnh và đông đủ như thế này. Trước đây có 7 tháng thôi, khi đầu năm 2024, chúng tôi cùng Hòa Thượng Thích Tâm Trí, tôi có một đạo và có mặt đây, có một buổi họp, một buổi gặp gỡ sơ bộ với Hòa Thượng Phước Trường cũng như Thượng Tòa trụ trì Chùa Khuông Việt để sắp xếp cho cái đạo tràng trong chương trình tu học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 3 năm. Chúng tôi cũng rất vân vân, tại vì trong đạo tràng đơn còn phòng không chưa đầy đủ, phương tiện chưa đầy đủ, mà muốn tổ chức một cái đạo tràng như vậy không biết thành tựu như thế nào, có được thành tựu hay không. Và khi chúng tôi đã gặp sắp rồi thì trong 7 ngày sau thì Thượng Tòa trưởng ban tổ chức lên đường. Quý vị biết lên đường đi không? Đi lên đường để đặt 400 cái giường đôi để cho cả học viên được tham dự trong khóa nhỏ Mỹ Âu Châu hiện nay. Đấy. Đồng thời, hiện nay cũng có hội trường, có chùa lớn, thuộc tòa là thuê một cái hội trường, một cái tăng như thế này, trên 1.000 thượng quốc, trên 32.000 euro. Họ dừng trong 2 tuần, không xin phép, sau khi ở tràng hoàn mạng, họ thì dừng, không cần xin phép. Chúng ta mới thấy được trong khung cảnh trang nghiêm thật là hùng vĩ, chúng ta cũng thể tưởng tượng được quy định về đó thành quả trang nghiêm. Đồng thời tất cả học viên chúng ta nơi ngủ ăn, nơi ngủ nghỉ, các quý vị có hơi lạnh cho khách có lạnh lắm, nhưng mà đào tâm và ẩm cúng hết. Cái hương tỏa này tỏa cả hương thơm khắp cả năm châu, và tất cả chúng ta bên úc cũng gợi lời vẫn vang vẫn an tất cả cái tôn đức an ni, cũng như tất cả đạo tràng học viên, cũng như tất cả chúng ta ở bên Hoa Kỳ, Canada, kể cả Việt Nam, họ cũng cảm ơn công đức sự sinh hoạt Phật giáo Việt Nam hài hòa và cảm ơn của cầu nguyện theo đạo tràng phải đạo lý Âu Châu lần thứ 35 và tại đây được thành tựu viên mãn. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đang sống trong thời đại, trong thời đại mới, công nghệ thông tin mới, sự phát triển mới, tất cả mọi sự biến chuyển mới, tất cả mọi cách mà chúng ta không bắt nhịp kịp được, sinh hoạt chúng ta không nổi vào, không bắt kịp được cái thời đại, tại vì thời đại văn minh nó đi nhanh quá và chúng ta không bắt kịp được. Vì vậy mà trong đạo tràng, trong một chương trình tu học, chúng tôi mong rằng tất cả học viên, tất cả tu sĩ phật, tất cả những cái điện thoại ghi lại hình, chúng ta ghi lại cách chính xác, không cắt ghép, không phân tán, để cho đào tạo chúng ta, của sinh hoạt chúng ta được trang nghiêm. Quý vị đồng ý không? Vì trong giai đoạn này là một giai đoạn nhức nhối nhất của Phật giáo Việt Nam, nó ảnh hưởng tất cả cộng đồng Phật giáo Việt Nam hàng đầu, nên tất cả cái tôn đức tăng ni và tất cả Phật tử chúng ta phải để ý, phải nêu cao tinh thần của một người Phật tử chân chánh đối với tam bảo, hộ trì tam bảo, hộ trì chánh pháp, có
có như vậy, Phật giáo và trường tồn cả thế gian đem về gặp tất cả mọi người. Chúng ta ra đi, bỏ đất nước ta đi tìm tự do, hãy bằng tay nào. Chúng ta đến xã hội này để làm thế nào để đền đáp trong xã hội nó quy đầy vào gian hai bàn tay của chúng ta. Để dịp từ trí đoán cái thầy này, đó là một sự đền đáp để một sự an lạc. Vì vậy mà chúng ta nhất tâm cầu nguyện cho đất nước Na Uy được phồn thịnh, kinh tế dồi dào, tất cả công dân được việc, được sống tại đây, được an hòa sinh hoạt, và con cháu chúng ta luôn nỗ lực tu học để giữ gìn lại diều mối của dân tộc đạo Phật Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Tông Châu xin nguyện và công chức Phật Giáo hội Thiên Lục An Ninh cùng toàn thể học viên tham dự tại Giáo lý Tông Châu lần thứ 15 được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm tri ân cảm niệm công đức đến Hòa Thượng qua những lời đạo từ để chúng con có thêm niềm tin trong tu học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, có một vị trưởng lão hạ kính của chúng con trong những ngày đầu xuất gia của thế kỷ trước, những năm 1990, khi gặp ngài luôn sẽ có những nụ cười hoan hỷ trên môi, những lời chỉ dị, những lời chỉ dạy ân cần, những hàng khuyên vui vẻ không thể nào quên được. Thời gian đã lờ qua, đã hơn 30 năm, tuổi đã cao, hạ lạc đã thâm sâu, nhưng ngài vẫn luôn tự tại an vui tươi trẻ. Na Uy xứ lạnh tình nồng là một câu cửa miệng của mọi người khi gặp gỡ nhau. Ngay khi nhận làm MC trong buổi lễ khai mạc sáng ngày hôm nay của ngày hôm qua, vài vị thượng tọa cũng gặp chúng con đều dặn dò chúng con nói gì thì cũng đừng quên câu Na Uy xứ lạnh tình nồng. Giờ đây chúng con xin đê đầu đảnh lễ cung thỉnh ngài xứ lạnh tình nồng Hòa Thượng Thích Chí Minh, cố vấn tối cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy, ban cho chúng con những lời thăm hỏi ân cần. Chúng con xin đê đầu cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên là kính thỉnh lễ nhị vị chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là Hòa Thượng Thượng Tấn Hạ Thiện và Hòa Thượng Thượng Dương Hải Điện. Kính bạch Tư Tôn Giáo Phẩm thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu. Kính bạch Tư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Dị Bộ người Việt Nam mà đang hành đạo khắp ở hải ngoại các châu lục, bữa nay về đây để thực hiện cái khóa tu học Phật pháp kỳ thứ 35 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thừa tiếp tục tổ chức tại Na Uy hôm nay. Và chúng tôi xin kính chào toàn thể quý hiện hữu trí thức, quý thần hào nhân sĩ Phật tử và quý đạo hữu học viên Phật tử khắp các châu lục về đây để tham dự khóa tu học Phật pháp kỳ thứ 35 hôm nay, để chịu đựng những cái lạnh lẽo khó khăn, nói lên cái tinh thần vì lời mà dấn thân, vì đạo mà phụng sự cách tích cực này. Xin kính chào toàn thể những quý vị nam nữ. Anh là Trung Thôn Thiện Đức, kính thưa toàn thể những quý vị đạo hữu và Phật tử học viên, chúng tôi vô cùng cảm kích đến nỗi mà trời lạnh, trời mưa mà còn tháp lộ. Thật sự ra là chư tôn hòa thượng mà đang lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu hôm nay đã tuổi trưởng lắm rồi, vậy mà nói tiếp không ngừng với 35 năm không dài, một chặng đường không phải là ít thuận lợi. Nhiều người kia về cơ sở, về sinh hoạt, về làm mọi phật sự, vậy mà đến ngày một không từ lao luyện, có công việc là
kiến pháp tràng tư xứ xứ phá nghi và quân trực thủ để hàng người phục chúng nào thì gọi là bạo. Đó là thừa sự tập của chân Phật vô hữu thì đạo cũng hạ quả giả. Cho nên quý ngài quá thật đang ngồi trên hàng ghế, tức là quý vị là đáng lẽ đạo tặng đạo của đại dạy để tạo đó và quân chức quân vị. Nhưng mà giáo hội có người ta đã nhắc cho ông Công nói chung và các quốc gia nói riêng á, mà nó được thành tựu một giờ tấm lòng của đạo Công một tử hộ thiền. Ở đây chúng tôi là một cái nước mà nó tận cùng của cái đất rồi gọi là Nô Vê để mà cái ngày với đạo hội Phật tử cũng thuyết tình về đây để cùng sửa ấm lại một chút tình lòng mà ở đây là loài ở cái vùng đèo eo quốc gió hay nói là khác hơn là quý hoa cầu cái rồi cái nơi này cũng như thiên nhiên cũng hòa vào trong cái đầm đó thử thách một chút xíu. Còn quý vị đến đây cũng về gió không thôi, nhưng mà quý vị cũng nằm ở điều ở chậm thì ở nhà ở chăn êm thì nóng thì theo như Đức Phật hồi xưa là rất là phong phú hay nói khác là rất là phung phí. Nhưng mà Đức Phật cũng vào trong chiếc hạnh tu hành với 6 năm tu hành 5 năm tìm đạo để các thân thiện hộ pháp mình xin mừng ngày hôm nay vui nhé, xin trao tặng đôi tay cho quý đạo hữu. Là khổ cái lòng, khổ cái đạo.
bây giờ rất là khổ mà hòa thượng chúng ta có người nói đó, thì đó là một cái thời hiện tại này chúng ta gọi là đó là pháp này, mà quý đạo hữu này đã góp phần rất tích cực để học, để mà cùng với nhau thấy rõ được vì mình học kinh và lời dạy của Đức Phật là để mình tính nhắc ngài của mình, và về đây cùng niệm Phật để mà chứng dụng vạn cõi sầu, để chúng ta làm sao để duy trì cái Phật pháp. Đức Phật bước thứ tư ngài đã dùng các pháp phương tiện để tu, và dùng các pháp phương tiện để mà độ, cho nên trong đó là thành tựu được viên mãn tứ bát đà. Đây những việc sẽ học cái thấy này, cái việc làm của chúng ta đúng đạo hay không, nên về nguồn gốc hay không, hay là phát triển mà nó đem lại đạt cái đạo để duy trì cái chánh pháp để tồn tại trên thế gian này, thì nên cầu cái học thì quý vị đã đáp ứng được điều đó. Chư Tôn Đức đã duy trì và phát triển điều này, chúng tôi tán thán Chư Tôn và thường thường là Đức Chấp Phẩm Tài Công Công và các công cũng như toàn thể Đức Phật tử đã nghĩ đến đạo mà không ngừng tu và học. Còn cái chuyện là mà nghĩ đến cao siêu thì cái chuyện đó nó còn là do tùy duyên thôi. Thì trong cái giống cái như thân định này, trước Chư Tôn là thường thường là Đức Tân Ni là toàn thể Đức Phật tử, chúng tôi không dám nói nhiều. Cái dịp chúng tôi sẽ gặp lại sau, còn quý vị nào mà có cơ hội còn ở lại đây hay là thăm hỏi thì chúng ta sẽ gặp nhiều thời gian. Xin chúc khóa tu học pháp kỳ ban lên được thành công viên mãn. Chúc Chư Tôn là thượng thượng tại Đức Tây Ly năm lần giáo pháp các hội giáo năm thống nhất được phước tiến trang nghiêm và đem được chiếu một nguồn mạng trên tất cả được trọn đầy phước khỏe tay năng và cầu nguyện cho toàn thể các đạo tử về lên các dự học được luôn luôn tâm tâm từ an lạc, là sự khác thường và đạo tâm luôn luôn tiên tâm mãi cho được trên đất đường ước kiều và ước thượng tu nhân giải thoát. Xin cảm ơn tất cả. Chúng con vô cùng sung sướng khi nghe những lời chỉ dạy của Hòa Thượng. Quý vị thấy Na Uy xứ lạnh, ngay chúng con đứng đây hai đầu gió vào cũng thấy lạnh rồi. Nhưng những lời thăm hỏi ân cần của Hòa Thượng đã làm cho chúng con tình thêm nồng, thêm ấm cúng. Một lần nữa chúng con đê đầu cảm niệm công đức của Hòa Thượng. Xin mời quý vị một tràng bắt tay đến Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, một khóa tu học sự nghiêm minh oai nghi giới luật để trang nghiêm đạo tràng. Chúng con giờ này xin đế đầu đảnh lễ cung thỉnh trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Điện, đệ nhị chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu, ban ứng từ cho đạo tràng chúng con. Chúng con đế đầu cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng, Phương Trưởng, còn cố lắm các từ viện và các chi hội Phật tử Việt Nam tại Na Uy. Ngưỡng bạch Hòa Thượng để nhắc Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu, còn Chư Tôn Đức Tăng già Nhị Bộ. Thưa tất cả quý học viên Phật tử đến từ 15 nước trên Âu Châu cũng như là thế giới. Hai ngài trưởng lão Hòa Thượng hôm nay phát biểu rất là hay lắm quý vị. Hay không? Phần chúng tôi thì nói về cái giáo luật thì nó hơi khô khan chút, nhưng mà xin tận dụng cái thời gian này để dẫn quý vị về một chút tinh thần giáo lý của ngày xưa, là đứng trên phương diện hành pháp cũng như là giáo lý bên Nam truyền ấy, thì chia lịch sử của Phật giáo cho đến năm 2500 năm là một cái thời điểm rất là quan trọng. Vì sao vậy? Vì chúng tôi đọc trong Đại Tạng Kinh thì thấy 2500 năm này phải chia ra làm 5 thời kỳ. Mỗi thời kỳ như vậy là 500 năm. 500 năm đầu, tức là giải thoát kiên cố.
500 năm thứ hai đó là thiền định kiên cố, 500 năm thứ ba đó là trì giới kiên cố, 500 năm thứ tư đó là đa văn kiên cố, và 500 năm thứ năm là đấu tranh kiên cố. Cho nên bên Nam Tông người ta cử hành cái làm đảnh sanh 2500 năm của Đức Phật rất là lớn. Bên Đại Thừa thì chia thời chánh pháp 500 năm, thời tượng pháp 1000 năm và thời mặt pháp 10000 năm. Thì như Hòa Thượng Thiện Nhất Kiểm Tịch cũng như Hòa Thượng Trường Cao Nguyên cũng đã phát trình bày, thời buổi này là thời buổi mà đấu tranh kiên cố ở trong thế gian và xã hội, và ngay cả trong cái cộng đồng tăng lữ, cộng đồng của cư sĩ Phật tử chúng ta, không riêng gì người Việt Nam mà khắp các dân tộc cũng đều bị ảnh hưởng hết. Lý do là thực sự ra chúng ta cái sự tu nó khiêm nhường, không có giọng hẳn, cho nên chúng ta bị những ma chướng rất là nhiều. Nên nếu chúng ta y pháp và y luật thì chúng ta sẽ thành tựu được cái kết quả tu, dù là chánh pháp, tượng pháp hay là mật pháp. Chúng tôi mong một điều, tức là Hòa Thượng bên giáo dục cũng sẽ trình bày, nhưng mà quý anh chị giảng sư thì cái đề tài của mình toàn tấm cũng đã chia đi xa cái đề tài nhiều quá, mà Hòa Thượng Đệ Nhất Chủ tịch cũng mới vừa lưu ý. Bởi vì bây giờ những cái động tác của chúng ta ngày hôm nay là khắp thế giới đều biết, bên châu Úc nhìn qua, bên châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, Canada, vì vậy cho nên chúng ta phải rất là thận trọng trong từng lời nói, trong sự phát biểu, trong việc cái kinh hành, trong việc tụng kinh, và nhất là mấy anh em thanh thiếu niên trẻ không biết là có hiểu tiếng Việt hết không, nhưng mà trong lúc những người lớn yên lặng thì các em nói chuyện cũng hơi nhiều. Để các cái thầy mà hướng dẫn bên thanh thiếu niên thì lưu ý cho mấy em cái phần này, bởi vì cái tinh thần ý thức của chúng ta mà càng cao đó thì chúng ta sẽ được lợi lạc cho chính bản thân của mình. Bởi vì quý vị cũng đã nghe tòa thượng tọa tổ chức tại Nam Quyên cũng đã hy sinh rất là nhiều công sức cùng với quý Phật tử tại địa phương để kiến tạo nên một cái đạo tràng cho chúng ta tu học như thế này. Nó không phải là một cái điều mà đơn thuần. Vì vậy chúng ta cố gắng tu và học như cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã đặt ra cái mục đích của khóa tu học Pháp Môn Châu, không chỉ học không mà không tu, và không tu không chỉ tu không mà không học. Thì chúng tôi đây chỉ mong rằng quý vị lớn tuổi cũng vậy, giờ chỉ tịnh cũng cố gắng để giữ đúng cái giờ để đi nghỉ, bởi vì sức khỏe nó rất là quan trọng trong cái khi mà tu học trong vòng 10 ngày như thế này. Và lời cuối thì chúng tôi mượn lời của Ngài Long Thọ trong Đại Trí Độ Luận để gửi đến quý vị như thế này: chúng ta đừng mong rằng ai đó sẽ bỏ nhung hết quả địa cầu này để chúng ta đi hai chân của mình được êm, mà mỗi người nên tự bỏ nhung hai chân của mình để đi trên quả địa cầu này được êm. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm những lời chỉ dạy quý báu của Hòa Thượng đến chúng con và đạo tràng. Chúng con xin nguyện lấy đó làm kim chỉ nam cho những ngày tu học tại đạo tràng cho được trang nghiêm thanh tịnh theo những ước nguyện mong muốn của chư tôn đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa điện quý vị, sự giáo dục được truyền thừa nối tiếp từ những ngày đầu tổ chức khóa tu học vào những năm 1990 của thế kỷ trước đến nay, với bao nhiêu thăng trầm nhưng với niềm tin và tâm huyết giáo dục vi gia vụ,
Hòa thượng luôn luôn là người quan tâm đến sự giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu. Giờ đây, chúng con xin đến đầu cung thỉnh Hòa thượng Thích Tâm Huệ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu, ban hướng thiện giáo dục cho khóa tu học chúng con. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa thượng. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Thân Nhi và kính thưa tất cả quý học viên Phật tử, chúng con xin đại diện trong ban giáo dục và trong ban học pháp, trong ban giáo dục có con là trưởng ban Tâm Huệ và có thượng tòa pháp chủ là những thầy gọi họ hoặc có mặt, và thượng tòa Nhân Tú. Còn trong ban phòng pháp thì có thượng tòa Thích Hành Tĩnh, thì các thượng tòa đây chỉ chắc biết rồi, thượng tòa bây giờ rất là nổi tiếng, đi khắp toàn cầu châu, đi khắp tới Úc mình và chuyến đi cả một đi thầy là trong ban phòng pháp. Rồi trong ban hoàng pháp có thượng tòa Thích Phục Viên, thượng tòa Thích Hành Hòa, thượng tòa Thích điện tử của ông tòa gì ở bên kia, ở bên ý đấy. Thì tất cả trong được cái bán này đều nằm trong giáo dục của hoàng pháp. Trong những năm trước chúng con thường chia lúc đó chưa còn hoàn toàn cảnh, nhưng trong bốn năm này từ ví dụ đến hôm nay chúng con không còn chia nữa. Giáo là cái thần còn hoàn cảnh, thần còn chia cả tám bản thánh niệm nằm gò trong chỉ có năm ngày thôi. Thì trong đó đó là có đủ cả kết luận và luận, thần còn bây giờ thần còn chia cho chúng tôi được. Chúng tôi muốn dạy là gì thì không xin qua thần tòa ảnh, mà thần tòa không cho thì tôi cũng mổ Phật thôi. Vì vậy nên tuy nói như vậy nhưng mà cái lệnh tôi đưa ra thì chúng tôi phải nghe vậy. Nhưng mà sau đó thần tòa là giáo là cho chúng tôi, trình qua chúng tôi thì tôi mới duyệt, tôi kịp duyệt đó. Có thần tòa đưa ra cái đề tài nào, có được cái đề tài rất là khó khăn thì chúng tôi là cái đề tài này nên nổ. Thì thần tòa thỉnh thoảng cũng hơi nhăn mặt một chút nhưng cũng không phải đổ. Thì vì vậy cho nên những cái khóa học bốn năm trước và tất cả lời hôm nay là do thỉnh thoảng chia phó động của mình trình lên với cả ông, thì cả ông đồng ý thì có những người bán bộ khóa học này. Kính thưa quý Phật tử, trong tất cả các nền văn minh và văn hóa của những loài, tất cả mọi phương diện trên xã hội của đất nước, nếu có thiếu đi vấn đề giáo dục thì nền văn minh và văn loại đó trở thành những cái máng riêng ở ngoài rời. Giáo dục nghĩa là gì? Nói theo văn học và ngôn ngữ của Đại Thành Kinh, đó là đổi mới và tư duy mới. Đổi cả gì? Đổi tất cả những việc làm bất thiện và ác nó ra cái thiện, đổi tất cả những tấm tình xấu xa trở thành những con người tốt, đó là ý nghĩa của vấn đề giáo dục. Nói trong ngôn ngữ của quần chúng gọi là dạy bảo, giáo dưỡng và nuôi dưỡng. Trong cuộc sống của con người, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi lớn lên, không ai là không có sự giáo dục cả. Không từ đầu mà mình có những cái trí kiến hoặc là cảnh kiến hoặc là kiến thức. Ở bên Trung Quốc có Đức Hoàng Tử, một vị thánh. Nếu không có sự giáo dục do người mẹ ở đi chỗ mà không được đạo, đổi đi chỗ khác để cho con mình trở thành một vị thần. Vì vậy tất cả những cái nền giáo dục
nhiều từ rất dài hợp mà có. Đức Thế Tôn của chúng ta được gọi là một vị giáo chủ vĩ đại và lớn nhất. Có một nhà trí thức của ngài nói rõ, Đức Thế Tôn là một phạm vị thần không, không. Tôi là một người giáo chủ. Suốt 45 năm thế kỷ trôi qua, nền văn học giáo dục của Đại Thành Kinh vẫn còn đó, và tất cả những ngôn ngữ trong Đại Thành Kinh không còn một cái lời nào ở trong đó không còn giáo dục. Đến hôm nay, Phật giáo Việt Nam của chúng ta từ cần đại đến hiện đại, vô số chư vị thánh tăng như ông Minh Châu, như ông Trí Tình, như ông Thiền Siêu, tất cả những cái bậc nhân tài đó đều nằm trong giáo dục tăng ni Phật tử Việt Nam. Nhưng mà các ngài đã đi qua rồi, hôm nay thì tất cả chúng ta và giáo hội chúng ta ở tại đây để có trong này cái người làm tạo nó tối cao và giáo dục đầu tiên đó chính là ngài Minh Tâm. Và tiếp theo ngài đã mất rồi thì tiếp theo Hòa Thượng Đề Nhất Chủ Tịch và Hòa Thượng Đề Nhị Chủ Tịch và tất cả chư tôn đức tăng ni, chư tôn đức tăng ni cũng nằm trong giáo dục. Trong kinh A Hàm Đức Phật, chính lời kinh khẩu của Đức Phật nói, một vị thầy nuôi đệ tử, cái thứ nhất nuôi mà không cho ăn, không dạy thì như thế nào? Thì Đức Phật biểu rằng đi ăn đi, không cần phải xin phép gì cả, đi phải đi không? Cái thứ hai, một vị thầy nuôi đệ tử không giáo dục, giáo dục là dạy dạy bảo nó dạy kinh điển luật luận đó, mà cho ăn thì như thế nào? Thì Đức Thế Tôn nói, thì Đức Thế Tôn nói cũng nên lên cao học xong rồi ra đi. Cái người thứ ba là cái người rất đặc biệt, đến học của thầy dù thầy có ra, thầy có mắng, thầy có đập, nếu mà thầy cho ăn cho ở đàng hoàng, đi qua đi học cũng có tiền vẽ này, tất cả những cái như vậy rồi dạy cho mà học cho mà ở được, thì dù có đánh đập thì cũng rã là ở đàng hoàng. Nhưng bây giờ ông Châu này sao? Thầy chưa ra là từ ngày mai khách khỏi đến đường ra đi rồi. Vì vậy cái nền giáo dục của quý thầy là phải luôn luôn các chủ đề là học kinh, học luật, học luật, đó là đức hạnh. Đức hạnh của đàn ông. Thời gian không còn nhiều cho nên con xin tóm tắt các cái chương trình giáo dục của tu học hôm nay mà ông Minh Tâm cũng đã để lại. Bởi vì khi còn ông Minh Tâm mà một lần trước khi còn học thì ông điều qua cho chúng tôi được má thả con rồi. Thượng tọa giáo dục hôm nay sẽ dạy cái gì thì con phải bật ông thích dạy cái gì thì con soạn chương trình cái đó. Cho nên chủ trương của ông trong khóa tu học của ông Châu này đó là pháp môn tịnh độ. Và bồ tát nào cho nên không ra từ vì rất có nhiều cái ý lâu đó, nếu mà cũng vì cái ý lâu thì cũng sẽ nhiều chuyện lắm. Thì chương trình của khóa học hôm nay gồm có 4 lớp, nhưng mà mất lớp thì còn 3 lớp thôi. Lớp thứ nhất là lớp các anh bạn một nhỏ trong gia đình Phật tử. Lớp thứ hai là lớp 1. Lớp 2 và lớp 3 là lớp đại học và chuyên khoa Phật học. Rồi tất cả hai lớp học hết rồi đến khi mà đến cuối khóa học thì có một giờ thi, một bài thi. Thì thi đó thì quý vị dù có đầu hay không đầu cũng có bằng cấp hết. À, còn một cái bài kia mà học mà mỗi lần ốm thì mình đi đâu là bài chạy sao mà nghe không? Tại vì sao? Tại vì ốm rất là kể chừng chú. Để thi thi thì hoặc là sau khi đầu lại con nghe ốm thì mình có đi đâu?
không thể cho cũng kể vui mà cũng quên cả thầy cả mình. Cho nên thôi dù quên hay không quên được có bằng cấp thì hôm nay có một bà Phật tử là 95 tuổi, 95 tuổi rất thông minh và tài rất là hay, người đàn ông có kêu lên đấy. Cái bà đó cũng là đại diện không cử động mà lâu nhất và bà rất thích quý ông cho nên có bà đó. Thì trong đó thì mong cho quý vị và trong quý các bác giảng dạy, các giảng sư cũng có xin đại diện các bác giáo dục cầu nguyện cho quý ngài luôn luôn được bình yên sức khỏe, giảng dạy cho nó đúng thích, đừng có đi ra ngoài vấn đề đời lắm, nhất là quý vị trẻ trẻ hay giảng tình yêu lắm. Nhưng mà mình biết yêu thương cái gì đâu mà giảng, nhất là bố vừa nói đó, đừng có đi ra ngoài địa tài lắm, mà đi ra ngoài tài nó bị người ta chụp một điểm. Cho nên ý cử đến kinh mà giảng, giảng cái thật lố dích, giảng cái thật đâu ra đó, thì không ai có quyền nói mình để cả. Nên trở thứ nhất lời thì con xin Tư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tòa Đức Thánh Minh Phật Tử an khang khỏe mạnh trong khóa học. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời huấn thiện giáo dục của Hòa Thượng, chúng con vô cùng sung sướng và ước nguyện chúng con ráng sống được tới 95 tuổi để còn tiếp tục có cơ hội gặp Hòa Thượng để được học hỏi và chỉ dạy thêm. Chúng con một lần nữa đê đầu đảnh lễ cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, những lời đạo từ chỉ dạy, những lời thăm hỏi ân cần, những vấn từ oai nghi, những vấn đề giáo dục tu học đã khép lại chương trình khai mạc khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 35 được tổ chức tại Liên Hoa Đạo Tràng, Na Uy. Giờ đây, chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức cùng hội chúng khởi thân, khởi niệm hồi hướng. Xin chúng ta sẵn có biên thể nguyện đồ kiện nào mà thể nguyện toàn thả thông tường thể nguyện hồng cho chúng con ghi lại những tấm hình của ngày khai mạc và sáng hôm nay, mong quý ngài yên. Và chúng xin chụp hình chư Tôn Đức đặt. Sau đó chúng con thành hội chúng phân lập hai ban hai bên, sau khi Tôn Đức sẽ chụp một hình chung. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc nó chụp hình, con xin thông báo trưa nay cũng thỉnh chư Tôn Đức tăng ni y áo chỉnh tề đảm bảo cũng qua được hôm nay cái Phật tử chúng ta quý vị nào thọ Bồ Tát giới, quý vị vẫn đắp y một cái Phật tử mà chưa vào đến Bồ Tát giới, quý vị áo tràng trang nghiêm để trưa hôm nay cũng quả đường trang nghiêm tại phòng. Dạ, xin mời quý em anh Vũ lên bên đây để chụp cho nó đẹp nè. Mấy em lên đây xin quý vị trưởng ban nhiếp ảnh chụp hình chư Tôn Đức xong chưa? Giờ chúng con xin mời tất cả hội chúng ra hai bên cánh gà của chư Tôn Đức và một số quý Phật tử chúng ta quỳ ở trước bàn chứng minh của chư Tôn Đức. Chúng con chắc nhờ đại đức viên tường sắp xếp dùng A Di Đà Phật.